Nhiều quá. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi em ơi. Ôi. Đông hoàng, đông hoàng. Ôi. Ôi trời ơi. Đông hoàng, đông hoàng nhau. Trời ơi, con này to chứ. Ôi dồi. Ôi to luôn. Ôi bay bay phao lục rồi. Trời ơi, con gì vậy? Trời ơi. Hello, xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại với channel của em. Hôm nay đi đánh sông lớn lợ các bác ơi. Này bây giờ sẽ chui vào trong tít ở trong bờ kia đánh cái đoạn sông lớn lợ này các bác nhé. Cảnh này đẹp luôn, đường xá này toàn cây, kẻ đao này có chút nắng nữa tuyệt vời. Mà trời nó mù quá. Tiến thẳng về phía trước thôi. Đây là đoạn sông, cống sông chảy ra sông anh em ạ. Đấy, có nhìn chưa? Màu sông, nước sông mùa này nó kiểu như là hãy còn đang trong thời kỳ mùa cuối đông ấy, thì nó còn trong chứ bình thường là mùa hè nó đục lắm, đục đỏ lòm ấy cơ. Đấy, có nhìn chưa? Giờ là sẽ đi tít ở trong sông mạng này, vì đi cái đường rất là nhỏ anh em ạ, đi vòng tít trong cái mạng này. Không mới ra được cái địa điểm câu nó là cuối chỗ này cơ anh em ạ. Phóng ra ngoài đấy mới thấy ở trong đấy có cái hồ đẹp chưa anh em ơi. Trời ơi, hồ này rộng phết nhỉ. Hồ này kẻ nào đánh dịch vụ tuyệt vời đấy. Ở đây là chắc số này không biết người ta có nuôi cá thì để trông rộng bát ngàn luôn. Đẹp đồ nghề các bác ơi, đường đẹp hết nhỉ. Thôi giờ cũng phải cho xe đi chuyển đằng kia, có ô tô đang đến rồi. Giờ là phi vào trong đây các bác nhá, đi vào trong đường con này đi xuyên tận vào trong bên trong kia. Đây các bác ơi, review anh em địa điểm câu mới của em nhá. Tìm xuống tít ở đây có địa điểm câu rất là đẹp luôn. Nọ thì em đi xuống em thăm điểm trước rồi, và hôm nay thì vào câu luôn. Đây các bác ơi, tuyệt vời. Đây các bác biết đây cái gì không? Cầu tõm đây. Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy có cái quả cầu tõm ở đây. Để nói là đến đây 20 năm nay mới nhìn thấy quả cầu tõm này. Bây giờ đang sẽ đi ra cái góc đằng đây anh em nhé. Cái góc kia có cái bụi le, em nhìn trông quay sẽ rất là đẹp đấy. Quay ở góc đấy cho anh em xem có tí cây cối xanh xanh cho nó đẹp. Tiến hành đi thôi. Hôm nay thì câu ngoài sông này, ý tưởng đầu tiên của em là em định đánh một cần lăng xê và một cần câu lục. Nhưng mà có lẽ thôi đã hơi đánh lăng xê rồi anh em ạ. Gỡ ra thì thấy nền lười. Chắc là chơi một lục đi. Đánh lục thả hổ cho nó ngon ăn. Lăng xê nghèo mèo lắm các bạn. Em đánh bộ một lăng xê thì nó mèo, cực kỳ mèo luôn. Đánh một cần câu lục là ok đấy. Chim hót hay thế. Mà cuộc sống ở dưới thế là yên tĩnh quá. Đây là thùng đồ của em. Dạo này mới sắm vào cái thùng đồ đi đựng cá anh em ạ. Thì có cái thùng đồ này thì mình đi câu cá về mình đựng nó không bị chết. Chứ anh em mà cứ cho nó vào cái túi thì xách về là nơi nó quẳng ngay. Cá em về thả vẫn sống luôn. Thế ăn nó mới tươi. Đầu tiên nó cũng định va máy. Hôm nọ có quả cần câu lục commando thì có bác xúc mất rồi đâu. Hôm nay là không muốn bán đâu nhưng mà bác ấy cũng lớn tuổi đây. Nó nghỉ hưu rồi cứ gạ mãi để lại cho bác. Bác có quả máy không biết đánh lục thì không biết chọn cần nào, thế là nói mãi thôi cũng để lại, bởi vì em cũng ít đánh bằng cây cần đấy, nó nặng đấy. Nó nặng mới lại đánh nó không sướng bằng cần tay, giờ toàn đánh cần tay. Quả máy cực kỳ ngon anh em ạ. Em đánh quả này nó phải 5,5 rồi vất lăn vất nóc mà. Quay mượt cực kỳ luôn, tí pin. Lần này em mua con này có 500. Nhưng mà con này em không thanh lý đâu quá nhá. Các bác đặt mua em không thanh lý đâu. Để làm kỷ niệm. Chẳng may bao giờ có câu gì thì câu.
Đây, cho anh em xem thùng đồ em. Này, bánh kẹo nước nuôi đầy đủ. Phao lưỡi. Thực ra là nay em mới đi làm ca đêm rồi các bạn. Ca đêm vào hôm nay là đang là nay là ngày thứ 6, đi làm hết đêm thứ 5 ngày thứ 6 thì em đang nghỉ 3 ngày. Đi săn hàng luôn cả 3 ngày. Màu chua. Con này đánh ổ này. Trời, cục này tuyệt vời. Tí lát nữa sẽ thảo mầm cục này đây các bác nhé. Khả năng đánh hộp phao này cũng ok đấy nhỉ. Đầu tiên em định đánh hộp phao nhỏ nhỏ cánh xanh quay cho đẹp không mà. Khả năng đánh cái quả này đi. Đánh quả này ok đấy. Chung nào anh em đánh cần tay cứ lấy ngũ vã này. Ngũ vã này thôi nhé. Mười hát này cần này rất là khỏe luôn. Đấy, các bác không thể chê ở đâu rồi. Cái cần này mà các bác mà vợ bác không bẻ em bảo hành luôn đấy. Câu cá gãy bảo hành luôn. Cái này nó tải cá cực kỳ khủng luôn. Cái loại trôi ở khoảng 5 cân là không để ý này. Quá nhìn này, em chơi toàn trục ngắn này, quá nhìn chưa? Trục ngắn này nó vít cần thì quên đời. Đánh trục ngắn này nó là sướng. Một khi mà cá mà nó vít được cái đầu cần nó víu xuống này. Phê lòi. Anh em đánh đục quần tay ấy, mà đồ cần các bác không xịn là đánh nổ ngay. Bởi vì các bác thấy một cái lưỡi nó rất là nặng luôn, kèm nó quả phao nữa, các bác giật một phát hết cỡ lên là cần không xịn là không chịu đâu, lỏ cần ngay. Đang câu này dính như con cá mà giật cái lỗ cần nó sót luật lắm. Đó. Hôm nay là đánh đầu cần, đánh gần bờ thôi các bác nhé. Nhiều anh em cứ hỏi sao bác không dùng chống đặt à này. Không cần chống đặt đâu bác ạ. Cần tay này mình đưa lưỡi xuống nằm nguyên vị trí cần quá thì chống đặt. Chứ không như đánh sao bờ đúng là phải cần chống đặt thật. Đấy, tầm này là ngon đấy. Này, đánh gần cái bụi cây này các bác nhé, sâu phết đấy. Này nó tầm khoảng 1,5 m. Đây, anh em nhìn này, phao dây ra mấy hạt chặn ở trên nó tầm khoảng 1,5 m nước các bạn. Nước sâu ấy, nước sâu anh em chỉ đánh gần bờ đấy nhá. Đánh xa bờ là đấy, đánh xa bờ nó nhiều bùn lắm. Đánh gần bờ này mới là ngon ăn. Này ngồi tuyệt vời lắm. Đây là đánh mồi củ chua, cái cắm viên này, thêm một ít tôm các bác nhé. Đây em đánh sông nước lợ thì em phối cả tôm nữa. Còn tùy khu vực đánh thì anh em có thể phối một cái phối khác nhau. Mồi nó hơi bở nha. Cái này em chót cho nhiều cắm gà quá thì mồi nó hơi bở. Cho thêm tí nước cho nó ướt ướt. Đi câu thì anh em cứ lên phối làm sao cho mồi nó vào bờ này cho nó chắc ăn. Nhưng anh em mà phối ướt ấy, là đến chỗ câu là hỏng mồi là không câu đâu. Bình thường em đi em thường cầm thêm cắm gà với bột mì để cho mồi nó được khô, bóp cho nó chuẩn, nó dẻo dẻo đấy. Thấy nó phải dẻo dẻo như thế này mới chuẩn. Chứ mà mồi khô quá thì cũng không được, nó tơi. Còn nó mồi ướt quá thì hỏng luôn, không thể câu được. Đấy anh em nhìn chưa, mồi này mới là chuẩn này. Nằm một hòn ổ xuống các bác nhé. Những cái bụi này nó tuyệt vời. Rồi, làm một hòn ổ xong rồi bắt đầu là chúng ta đánh bó mồi. Đấy nó mới là chuẩn bài. Anh em nhớ là mình câu lục quần tay ấy thì mình thả cái này lưỡi nó chuẩn lắm, nên mình không cần phải chống lật đâu các bạn. Chống lật làm gì, thả này là chuẩn này. Ôi trời ơi, con gì anh em ơi. Ôi mất nữa rồi,
sợ thật. Ui, các bác thấy nó giết kinh không con gì ấy nhỉ. Đất dù. Kinh thật, dã man thật. Ui ôi, con chó này. Ui. Ủa, con dù sống không, con này tải kinh lắm. Đất dù, sợ thật. Dã man. Rồi, kinh thật các bác ạ. Đất dù sống không các bác. Mất toài cái lưỡi. Đèn như chó. Con gì ấy kinh nhật vừa thả cái đất đèo luôn. Thế bà thấy nó vào ổ đấy, mình thả lưỡi xuống cái dính luôn. Giờ em đang chơi quả dù 9.0. Dù 9.0 kinh nhật, các bác nhìn nó rít quá không. Mà có nói cái quả cần này khóa thật đấy. Lô cả dù sợ thật. Đánh sông này nó vào mất hàng khiếp thật. Chơi dù 9.0 các bạn. Này rồi. Kinh thật. Đấy anh em thấy dây dù nó khiếp khủng thế mà nó còn giật đứt với các bác mà đánh bằng cước thì thật là lãng phí. Mày vừa em cho chụp ngắn quá, để cho chụp dài dài đi. Mình khinh địch thì cho chụp ngắn. Ủa cái dao tem để ngay ghế ngồi này chết không ấy. Trời ơi. Đúng quá. Để em làm cái trục các bác nhá. Cắt video tại đây làm trục ạ. Này em vừa phải gỡ dù ở cái cuộn máy đó bác. Dù này to hơn cái dù 6.0 của em. Đúng quá. Đấy nhiều bác đặt mua cả một combo của em nhưng mà chỉ mua một lưỡi. Như bây giờ là các bác phải vác đồ đi về này. Anh em có đặt mua phải mua mấy cái lưỡi vào. Mới đốt hướng ạ. Thì các bác cứ mua một lưỡi cái là bây giờ xác định là vác đồ đi về. Em đi hôm nay em cầm 4 lưỡi đi. Trong đó trong đây là lưỡi tứ này là tứ loại thép thường anh em ạ. Thép này thép rẻ tiền. Đợt này trước mới đầu thì em mua ủa em bao tiền nhỉ? 70.000 đây là thép rẻ tiền. Còn đâu cái thép móng ngựa thì lại xịn đến 100.000 cái. Đấy các bác phải cứ đặt một cái đất lại lại bắt đầu về mệt lắm. Thu nọ các bác này thấy đặt thêm lưỡi rồi đặt thì cũng lại là một cái. Không hiểu về bây giờ nó mất đi. Nếu gì câu cái thứ hai là cái quá trình vận chuyển nó mất thời gian mà mất tiền ship đi. 130.000 một lưỡi chuyển về đấy không mua mỗi cái. Nói chung là anh em ai muốn nó nhiều lưỡi là phụ thuộc kinh tế nó đúng không các bác? Rồi, quăng không? Tí quá. Đây em mất còn tí quá giờ trời rủ to hơn. À, đây có vẻ cá cũng to phết. Rồi, chuẩn ổ. Có tín hiệu rồi anh em ạ. Nhấp nhấp nháy nháy ấy. Bây giờ bất chờ nó đè phát phê nhỉ. Ê rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi hàng anh em ơi. Đóng hàng. Ê rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi hàng anh em ơi. Đóng hàng. Úi dồi ôi, con gì kia. Úi dồi em ơi, hàng to quá. Úi trời ơi. Hàng to anh em ơi. Úi dồi ôi. Úi hàng khủng em ơi. Ây chà chà. Úi trời ơi, vừa. Úi dồi. Con này to. Còn cầm tay này nó phê. Úi sổ đóng cá vượt anh em ơi. Con này vằn cá con. Úi dồi ôi, thế mà dễ dẹp. Úi dồi vượt. Úi dồi vượt đóng thẳng mồm. Úi dồi ôi, mày vằn cá con à. Anh em thấy nó nhấp quả đẹp không?
phê quá, đóng con vượt. Ui, đóng con vượt. Mày chết con ơi. Chết con ơi. Ôi, ôi, chưa đa phần, chưa đa phần. Ôi, con này khỏe lắm anh em ạ. Ôi giời. Dù này lên là nó móc móc. Chưa đổi nhau ơi, nó móc mũi một lưỡi vào kia, cái này phải ra phần. Hơi liều mạng nhé. Hơi liều mạng. Một sợi dây này khả năng nhất nó lên đấy. Nhiều mạng anh em, dây khả năng nhất lên. Lên. Úi dồi ôi, vượt anh em ơi, vượt. Phế đấy, úi dồi. Chính xác là vượt. Úi, chính xác là vượt anh em ơi, chứ bỏ ăn cá kho. Màu này sắc lắm các bác ạ. Này anh em ơi, nhìn chưa, màu này sắc cực kỳ luôn. Phê. Ôi, bây giờ phải ra vợt trước anh em ơi. Thì đóng cá sông mà không ra vợt là nguy hiểm đấy. Mất hàng như trời. Phê quá. Đây rồi. Ui, rupi to anh em ơi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, rupi to chưa. Đây rồi. Ui, rupi to anh em ơi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, rupi to chưa. Wow. Anh em ơi, con to chưa. Phế chưa. Mày nhấp tao này. Ui, rupi, cũ. Con này cũng vớt. Ôi. Ôi giời, nhà mày rupi to chưa? Ai, con này phải cân. Ôi rupi hồng. Ôi, không dậy được, đóng mồm nó không dậy. Phê. Con này cho lên bờ anh em ơi. Con này phải cho lên anh em nhá. À quá, mày dễ hiểu mắt. To con này to. Có kích khủng luôn. Có kích khủng luôn anh em ạ. Vào đây. Are you okay? Trời ơi. Ai, hàng xịn. Hàng xịn các bác ơi, nó đóng thẳng mồm. Mày rồi, cái rô phi này đóng nó không dễ được bác, đóng mồm nó đau rồi sao ấy. Con này anh em ơi, nó không rít. Con này nó được cái nó to mà nó không rít được, không được phê lắm. Nhiều phê nhưng mà được cá là phê. Rồi này cho rõ anh em ơi. Ấy em nhìn phê chưa. Phê. Em cầm cho rõ nha bác nhá. Cầm một tay cầm máy. Một tay em cầm máy, em không biết cầm kiểu gì đây. Cầm hết sức, cẩn thận con này. Ôi. Rồi phi sông anh em ơi. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Cái này bê hai tay thôi. Ôi trời ơi, phê quá ơi. Wow. Tuyệt vời. Wow. Đó, rình mãi mắt được em rô phi như thế này là tuyệt vời các bác ạ.
tội con này nó không rít nhỉ. Con này nó to, tương đối là to đấy, nhưng mà giật phát là lên là móc hàm đau quá là không rít. À, nhấp luôn anh em ơi. Chờ mãi mới thấy con nhấp. Yêu nhất cái cảm giác này này. Đấy, yêu nhất cái cảm giác có tăm lại và vào dập dập. Yêu quá. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ôi anh em ơi. Ôi. Đông hoàng luôn. Ôi. Ôi trời ơi. Đông hoàng nhau. Trời ơi, con này to thích. Ôi to luôn, ôi bay phao lục rồi. Trời ơi con gì vậy? Trời ơi. Ôi đông hàng. Ôi đông hàng em ơi. Ôi 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 con gì to chưa? Ôi đang ấy nó tỏa phát. Bay phao lục ở kia rồi. Cái gì đây? Ôi trời ơi. Mày. Trời ơi, con gì vậy? Con gì vậy? Bay mất mình phao lục của em. Ui, ôi, cá vược. Ui, cá vược em ơi. Con này to đấy. Trời ơi, tôi. Ờ, đóng giữa mồm. Mày, bay mất của phao lục của tao. Mày. Lên đây. Kinh thật tôi biết cả. Đi được, tôi được con cá vược. Trời ơi, lại con vược ở đây vậy. Chết mày nhá. Ôi sao được con vượt, ôi to chưa. Ui con vượt em ơi. Ui bóp tôm mở cái có khắc bọt ngay. Ôi con này mang nó sắc lắm. Con này mang nó sắc lắm anh em ạ. Đà phát mút luôn. Em thấy con này rít kinh không ạ? Đúng trần đời em thấy con vượt nó khỏe. Ui ôi, nói cần hôm nay điểm 10 cho cái cần 10H anh em ạ. Rùn hết chân tay. Đây anh em mình hàng ngay. Con này tuyệt đối không cầm tay vào được anh em ạ. Tôi mang con này nó sắc hơn rau luôn. Đây. Con này phải hơn 2 cân rưỡi. Con cá vượt nó săn 3 cân hết anh em ạ. Chú ơi to thế. Tuyệt vời. Ui, tuyệt vời quá. Ui, tuyệt vời quá, anh em ơi, tôi hiện nay tôi phê rồi. Hi, đồ ngốc. Ui, tuyệt vời anh em ơi. Ngoài chạy đâu, con. Vào đây. Tuyệt vời. Phê quá. Đây, hôm nay phải nói là điểm 10 cho cây 10H vào bộ lưỡi tứ này. Anh em đánh tứ không đánh ngũ. Ôi. Nên anh em xem. Trời ơi, đóng quả xuyên táo sợ thật đấy.
Nói nào, tuyệt vời mặt trời. Điểm 10 luôn. Này anh em, cây MH này. Ủa vịt này đánh 4 mét rưỡi nhá. Trục này các bác nhìn này, trục nó tới đây, đây còn một đốt cuối nữa cơ mà. Trục ngắn luôn đấy nhá. Phê quá. Phê quá. Phê quá, mỗi tội mất toi của phao thì các bác ạ. Thôi tiếp ngoài kia rồi. Tuột Ninh mất phao. Rồi, không sao. Mình đồ dự phòng mình nhiều. Tuyệt vời mặt trời. Nói cái quả lưỡi tứ nó rằng, nói dã man anh em ạ. Đây gọi là khiếp khủng tẩm chứ không phải kinh khủng tẩm nữa rồi. Ôi, sao lại đóng được con vượt nhỉ, chắc nó vào ăn cá con hay sao anh em ạ. Hoặc cũng có thể là do mồi bột tem có tôm. Không có gì tuyệt vời hơn. Phê quá. Phải nói như cái bộ môn đánh nục đầu cần mà đánh trục rù ngắn thế này là cảm giác là nó gọi là đã đời nhất các bác ạ. Chứ các bác đánh bằng cần thì nói chung là nó không mang lại nhiều cảm giác. Hôm nay em bóng con hàng là đánh trục ngắn quá thì nó quẫy phát là nó toạc thịt. Cũng hơi tiếc nhưng không sao, mang lại cho mình cái cảm giác phê là được rồi. Sướng nhất là cảm giác phê. Đây rồi, mày chạy đâu. Ui ôi, rô phi. Rô phi này. Ui trời ơi. Con rô phi vậy chứ. Một phát em nhất cần mày hát cho một phát lên bờ luôn. Không nói nhiều, không lưu tiêu. Rô phi anh em ạ. À, con này rẻ ngắn tút luôn. Cần này khỏe thật. Em nói là anh em đáng đồng tiền bác ạ. Đáng đồng tiền bác ạ. Nằm yên. Trần đời cũng chưa gặp con rô phi nào người này tròn này, ngắn nhá. Đây giống kiểu bọn trần lùn anh em ạ. Anh em nhìn con này nó có buồn cười không? Này không khác gì cái bọn trần lùn nhá. Rồi, có hàng ok rồi. Tuyệt vời. Có khả năng là về thu độ đấy anh em ạ. Ui, cá này. Nó ấy còn nó rằng á quãng không rút đầu cần vào đây. Cần có nhận cần này đánh xuống. Em nói thật các bác là chấn đời là có loại cần đánh phê thật, cần tay đánh lục phê. Không sợ gậy. Giật lục cái loại phao to mấy lại to nữa 12 anh em nhé. Nữa 12 giật phát bắn đến bờ luôn. Không để ý. Loại nữa 12. Anh em mà đánh thì chỉ nên đánh ngũ tứ rồi nhá. Ngũ tứ loại này là phê nhất. Mình đánh lục rồi nó hay ăn vẩy lắm. Mình tránh đánh ngũ đánh tứ thôi. Thu đồ anh em ơi. Ô, lại được hàng khủng phê quá. Ôi. Anh em ơi, rô phi to này, vực cụ này. Ai à,
Ôi anh em ơi, có chưa? Cái này cuộc sống đi câu như này đã đời chưa? Về chưa? Ấy rồi, thịt mặt nhá. Các bác này xem video của em nhớ là xe nhất tinh rồi nhá. Tuyệt vời, tuyệt vời.